tiếp tục với lại trận thứ ba đấu với lại người nghệ. Mất 9% máu của mình. Lại đấu với cái anh mặt bí này. Magneto 484. Anh luôn ạ. Em đánh một cái này nữa. Iron Patriot 487 điểm. Cộng Danekwit
là hai chỉ số là một gấp đôi, ta nên giết gấp đôi cho anh chàng này. Trời, chỉ số gấp đôi là người khác. Ơi, Captain Mario. Boss rồi. Game phone. Đấu với Storm. Thanh niên cầm kiếm này rất tự tin. Đang đánh nhau nghe điện thoại áo dễ lắm. Thật tim đúng không? Tin hay gì vậy?